đấy. Dạ dạ. Mẹ biểu à. Mẹ lên. Giấu dạ. Giấu đút đút gì vậy? Giấu dạ. Giấu đút đút gì đó? Con đâu có giấu gì đâu. Đưa mắt coi. Không có giấu mà con thà luôn á. Nếu mà con giấu con chết liền tại chỗ đây đó. Xạo dễ sợ, mặt con xạo dễ sợ. Này đây. Cho 2.000 à. Còn 2.000 bạc cho ăn cà rem đưa má con trai cưng. Đi, tục tưng. Không có thiệt mà. Nè. Con này nó mê tiền lắm mà hôm nay mặt mày xạo xạo hả mày? Có 2.000. Không thèm. Chứ mày thèm nhiêu? Tỷ mày chịu không? Mắt dịch. Không, mắt dịch. Ôi da. Mình ký đậu hoài mày muốn học ngu hả? Ai biểu mày đi? Đưa đây mau. Đưa gì? Trời đất ơi. Tao biểu mày, mày đi đánh đệ cho tao rồi mày đưa vé giò đây cho tao chứ đừng chịu tao giò chứ. Mày lẹ không? Tao chặt tay mày giờ mày còn nhá tao nữa mày. Biểu mày. Má chặt tay con rồi ai đấm lưng cho má. Má hay nói con á là con trai cưng, con á là cục vàng, con là báu vật của má. Mày nha mày, để biểu mày. Càng ngày càng ranh ma quỷ quyệt rồi biết không? Mà ranh ma đó rồi biết không? Chính ai dạy mày, mày nói thầy à? Chính lỗ tai à. Con nghe má nói rõ ràng nha. Má gì? Má còn nói đớt vậy nữa nè. Thưng ơi thưng, tục tưng ơi tục tưng. Cục vàng của tôi nghề thì giết không, thì thương không? Cứ cho đó, vậy đâu đó. Xạo mày. Mày xạo mày. Mày lấy tao cưng mày riết mày lần leo đầu cổ tao mày. Mày leo đầu tao mày ngồi nè. Mày đừng có xạo. Quá cưng quá con không được đúng không? Đúng không? Thôi giờ thương má đi. Đưa tờ giấy ở đây má chiều má dò đó. Lỡ mà tao trúng á, khoái thiếu gõ không? Khoái thiếu gõ không? Dạ. Bao mày ăn mệt xỉu luôn. Thiếu khô không? Thiếu khô dạ. Không? Mày ăn mệt xỉu luôn đưa giấy má đi con. Ủa má nói gì? Dò là dò cái gì? Trời đất ơi, từ sáng giờ tôi đưa tiền cho mày, tôi kêu mày đánh đề cho tao rồi mày phải đưa cái tờ giấy đây để sáng tao chiều má dò chứ. Đúng rồi. Bị gì dò đâu? Cái gì vậy? Đã về cơ tưởng mới nói là tưởng gì? Nói gì? Mơ mà nãy giờ lậu nó tiêu chứ. Mày làm mềm gì vậy? Dạ đâu có làm mềm gì đó. Đâu lại đây? Giấy đâu? Mẹ lên. Dạ nè. Trời đất ơi. Tôi kêu mày đánh số khác tự nhiên mày đánh con trâu 49 vô đây làm chi? Nhưng cái này con ghi chứ bảo. Ai cho mày ghi? Mày mới có mày lớn mà mày đặt đi đánh đề hả? Năm nay mày nhiêu tuổi hả thằng quỷ? Năm nay mày nhiêu tuổi rồi? Năm nay con 10 tuổi má đẻ con má không nhớ. Nhớ sao nhớ? Giỡn mặt mày nè. Giỡn mặt mày nè. Bẻ ba, bẻ ba đứng nè. Đứng bằng tay đó tao. Tao mới có 10 tuổi mà mày đặt cờ bạc đề. Mày 10 tuổi mà mày đánh là mày thấy tao không? Tao mới đánh 10 mấy năm mà tao ghiền tới vậy. Mày mới bị lớn mày đánh cỡ tuổi tao rồi mày ghiền cỡ nào rồi mày bán tao bán dừa mày luôn hả? Thằng quỷ. Má đừng có nóng. Để con kể cho má nghe hồi tối con nằm trên bao á. Con thấy con mặc cái quần mà đỏ. Con đi ngoài đồng. Trời ơi có một con trâu nó bự. Ối là bự. Nó chạy con kìa. Nó rượt con chạy xúc chết luôn á. Vậy hả? Lạ lắm ơi. Nếu mà không đánh rủi ro mà nó ra hả? Là uổng lắm. Trúng mà trúng mà đánh rồi. Chắc trúng mà mày đánh. Dạ chắc. Xạo. Trúng còn lao bắt đế. Mày đánh nhiều. Hồi sáng má cho con 5.000 ăn đúng không? Đúng. À, không ăn con đánh hết rồi. Trời ơi mày còn mày kênh cái mặt mày lên tôi quất mày cái giờ mày cho tiền ăn sáng xong chịu ăn sáng mày 10 tuổi mà coi như là 5-6 tuổi vậy à mày sẽ lấy 5.000 đi đánh đề đùa quá phải không? Mà tao hỏi nè đánh 5.000 sao mà trúng nó phải đã 5.000 được nhiêu đúng không? Sao má con chịu nói má mày ngu lắm mày phải nói tao số cho ai người đó đánh trúng 5.000 trúng làm gì? Lỡ cái quốc cho tới luôn quánh 50% gì đó trúng cho đã đúng không? Dạ đúng. Mà tao biểu mày đánh đường rồi quánh não giấy tao đâu? Dạ nè. Ủa sao tự nhiên quánh số 11 lãng giang hả? Tao đang nằm mơ tao thấy đi ăn tiệc sao mày kêu mày đánh số 11? Con nói má nghe nha, ăn là thực phạt. Uống là nhấp môi. Ăn uống là thực nhất. Đúng rồi. Lá lại là thật nhất. Sao nó nhỏ hơn tôi mà nó khôn quá ta? Nho nó hay quá. Thật nhất là thập nhất. Thập nhất là 11. Hay quá ta. Bà bảy nó sơ qua con nhớ liền à. Công nhận con trai má hại quá. Thông minh quá. Thương quá. Vô trong giường á con biết làm gì không? Dạ. Leo lên giường con nằm. Thấy không? Dạ. Nằm xong con lấy cây roi con để lên đít sẵn cho má. Để má vô. Ha. Kì á má. Quất mày chứ làm cái gì? Kì á, má mới khen con mà giờ má đòi đánh con là sao? Mày gì? Mày làm dữ tao hả mày? Tao quất mày thiệt ở đây bây giờ á. Sao mày làm dữ? Tao quánh mày là kia cái tội tao kêu mày ghi số đề làm tới mày ghi mày đem cái giấy nó về đây. Mày cà kê dê ngỗng hồi sớm mơ tới giờ giờ chưa trời chưa chợt mày mới dắt mặt về mày đi chơi mày đâu?
con không có đi chơi, con qua nhà dì hai học với con ra lớn. Xà, mày đừng có xạo. Mày mà qua bển mà đi học á, mặt mày mà học á mày, mày đừng có xạo với tao, mày đi chơi từ sáng tới giờ mày xạo mày lì vậy mày. Con học thiệt mà má không tin con đi học với con ra lớn hả? Không có tin mà. Xách lỗ tai con hoài, mai mốt lỗ tai con dài giống như trường bán giới, lúc đó con hết đẹp trai, lúc đó con ế vợ cho mà coi. Trời đất ơi, trời ơi trời, mày mới có 10 tuổi thôi mà mày nghĩ đến chuyện mày lấy vợ rồi hả? Dạ. Già nữa hả? Trời ơi, nghĩ sao 10 tuổi mà lại lấy vợ? Nhưng mà chính con nghe má nói với dì hai rõ ràng mà. Nói gì? Má nói như vậy nè, thằng Tí á, nhà tôi á, nó đẹp trai lắm, cái miệng có duyên, mai mốt hả con gái mê nhiều lắm, không chồng hả nó ba bốn vợ luôn. Sao làm giống tôi ghê à? Mày đừng có xạo cho mày, tao nói vậy nào, mày hay quá ha, không có nhiều mày vô trong nhà nằm xuống đợi đó tao quất năm roi, còn mày đứng đó tao quất mày năm roi gì có tội gì không? Biết cái tội gì không? Đứng nghe đó, mày biết cái tội gì không? Dạ không. Không chuyện, tại sao người lớn nói chuyện mà không chuyện? Con đâu có không chuyện, con qua học bài con gái lớn mà không tin con hả? Không. Giờ con thuộc bài nè. Thuộc bài gì? Giờ thuộc bài học nè, bây giờ má không tin phong má nhiếp cho con đi, con đọc bài đó cho mẹ má nghe. Rồi mày đọc thử coi. Giờ má điểm đi. Điểm 2, 3. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Trời ơi, sao quen quá ta. Dạ. Lòng mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt em, lời ra giọng cao vậy. Thằng đi karaoke dành hoài bắt cái giọng cao khó ca bồ. Ủa sao kỳ vậy? Ủa bài học của con sao má thuộc? Cái gì mày nói gì bây giờ? Mày tưởng tao nít giỡn chơi mày nãy giờ hả? Dạ không, tôi đùa cho mày vui tí thế thôi, nghe chưa? Cái bài này là cái bài hát cả cái nước này ai cũng biết rồi. Mày nói tao bài học hả? Mày riết mày ranh ma mày xạo lắm. Khoan, má nghe con nói đi. Nói gì? Nói. Con biểu diễn văn nghệ để cho má vui, má tha cho con đi. Không, tha gì tôi quất cho mày một cái giờ. Mày cái tội của mày á, mày nãy giờ tao tha là không có đánh đòn, cái tội là cà kê dê ngỗng, không chuyện. Nhưng mà từ sáng tới giờ mày đi đâu? Bây giờ tao quất mày cho ở đâu tha hả? Không có tha vậy mày? Thì má suy nghĩ lại đi. Không có suy nghĩ. Con biểu diễn văn nghệ cho má nghèo, má không chịu tha cho con. Giờ á, ca sĩ giờ người ta cũng nhiều. Thôi giờ má tạm tính vậy đi, đúng không? Ca dạ. Sĩ giờ người ta nhiều tiền lắm. Vâng. Mà nó cũng đang thịnh nữa. Thôi giờ má nghĩ vậy đi. Tao biết tao quất mày năm rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ con kiếm bài hát nào mà hát được có 5 cái chữ mẹ đi. Mà tao tha cho tao quất năm rồi đó. Mày ca sao nghe xu tai nha, 5 chữ nha. Ba má nói, mẹ. Nó nói thiệt không? Thiệt. Dễ. Con ca 50 bản má nghe luôn. Sốc quá ha. Mày ca được không nha? Bài nào cũng phải có chữ mẹ nha. Dạ. Rồi bắt đầu ca đi. Mẹ thương bao con thân gái đùng trâu, mai kia mốt nọ con đi lấy chồng, dầm ngàn thân gái đùng trâu, một lần sẽ hoa pháo hồng, suốt đời khắc ghi trong lòng. Ôi da, sao má quýnh con? Mày vậy thứ nhất, con nít mà mày đặt hát nhạc người lớn là mày phạm luật rồi, đúng không? Phạm luật là thêm một roi nữa chứ không có bớt roi, đúng chưa? Ý là hát lại hát đúng nha, mày đang đúng với tao nha. Em muốn mang thân con gái nhà nghèo, đúng rồi con, đúng tâm trạng đó. Thấy cha mẹ già nuôi đàn em thôi, tuổi xuân đôi ta mìm mà em chẳng ước mơ nhiều, chỉ thấy nhà vắt lá cột xiêu. Tâm trạng má đúng rồi con. Má ơi, con hát xong rồi, nhìn má là con biết xúc động, xúc phải động vậy không? Mày ra đây, mày nghĩ sao?
Mày nghĩ sao mà mày hát cái bài đó, bài người lớn mà mày dám hát? Tao xúc động thiệt, nhưng mà tại vì mày xúc động là tại mày hát đúng tâm trạng của má, đúng cái thời con gái của má. Công nhận là tao có mở karaoke tao hát bài này đúng không? Dạ đúng, hai bài này con nghe má hát karaoke hoài con thuộc luôn. Là tại vì đó là tâm trạng của tao, còn mày hát cái nhạc lớn là không đúng mày. Vậy ý lộn, hụt gà hụt vịt còn lộn chứ con không lộn. Mày xạo vậy sợ không? Nãy mày đã ý lộn mày lộn lần nữa là tao trừ điểm mày luôn nha. Dạ thôi con hát lại nha. Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Này đúng á. Cô và mẹ là hai cô giáo, mẹ và cô như hai mẹ hiền. Câu vợ hay dễ sợ. Ủa ba mày, mày sụt xạo mày, mày thấy tái mộ mày quá mày xạo mày. Còn nữa mày, tiếp mày. Tiếp không? Tiếp. Năm bài mới được. Chiếc khăn tay mẹ may cho em, trên cành cao mẹ theo con chim. Em rất vui có chiếc khăn xinh đẹp, lau bàn tay em rất sạch hằng ngày. Bài này được, còn minh họa chưa được. Ca được rồi mà minh họa tôi chưa vừa ý nha. Mày nghĩ sao mà mày làm khăn tay mà thấy không có giống gì hết trơn á trời à. Tiếp mày. Vậy không? Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi xa thêm một tuổi. Không mời con giờ già lắm rồi con, phải lo cho má con. Mỗi mùa xuân sang mẹ em xa mẹ thành gần. Rồi mùa xuân nay tóc chân mẹ bay như gió như mây bay qua đời người con. Như gió như mây bay qua thời gian. Ôi mẹ của tôi, chuối trên cây nhớ lại mẹ rụng con phải mồ côi. Nhớ lại mẹ rụng con phải mồ côi. Nín mày, nín. Mày nghĩ sao hả? Tóc tao ngày nào cũng đi phải đi nhuộm hết trơn, mày quất vô tóc bạc. Tao bị nhiêu đây, tao đẻ mày ra tao còn đẻ được chục đứa nữa mà nói tóc bạc. Tao nhuộm thì tốn tiền, mày nói gì hả? Ủa vậy hả? Vậy hả nữa hả? Vậy con xin lỗi má. Bây giờ con là Tí, con xin cống hiến với quý vị khán giả một câu giọng cổ. Được không? Dạ được. Đức hơi giữa chân mày biết tao. Chẳng những đức hơi giữa chân tôi quất mày thêm năm rồi nữa đó. Rồi, khán giả vỗ tay đó. Dạ đi nha. Ừ. Mẹ ơi. Hay, vô con. Mẹ là tiếng đầu tiên mà con thốt lên từ bi. Thèn, 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 thèn. Yo. Tiếng âm thanh em đềm em á gửi cho con bao nhiêu hình ảnh mẹ yêu kìa. Rồi tiếp con gái con. Lấy hết sức bình sinh con. Tiếp. Mẹ là dòng sông, là dòng sữa nuôi con khôn lớn nên người. Đúng rồi con, đúng rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, hai tiếng đó sao nghe quá ngọt ngào. Ủa thôi kỳ gì con? Cô tan hứng quá tự nhiên cái bài để vô đứt quãng đoạn hậu vậy. Tiếp đi. Thầy con ca đúng 5 bài rồi con miễn phí cho mẹ một câu giọng cổ. Hát không có tiền mà biểu con hát hoài. Không tưởng con không mệt. Giờ má tính vậy nha. Dạ. Thay vì tao quất 5 roi rồi. Bây giờ nãy giờ tao ái mộ, tao nghe ca rồi, có không? Tao cuồng nhiệt rồi. Dạ. Giờ đâu phải bị ăn đòn ở đâu. Đúng không? Quá hay quá dở đúng không? Vô học bài. Dạ. Dạ. Bẻ bẻ vô bài. Ê. Quay lại mày. Ê. Dạ. Review à. Mình nói mà tàn con rồi. Vô đây. Thảo rồi. Bây giờ nghi nghi rồi nha. Quay lưng lại coi. Quay cái lưng lại coi. Dạ. Quay trước coi. Dạ. Tao giỡn ngoài hả mày? Dạ. Đưa hai tay găng trước. Dạ. Hai tay. Dạ. Chà, cái viết này đẹp quá ha. Có hình cô gái đây nữa. Mới bị lớn mà lựa hình cái viết nào có gái mới mua hả mày? Mày quá lắm rồi. Con cái viết này đẹp như vậy là chỉ có ăn cắp. Ủa? Mà nếu như không có ăn cắp á là chỉ có chôm tiền tao đi mua thôi. Mày chôm hết nhiêu tiền của tao rồi. Không còn nhiêu trả lại đây. Nếu mà con ăn cắp là con đánh đề thêm rồi. Ê,
giỡn tao hả? Dạ. Giỡn mặt mày hả? Dạ. Dạ, tôi quất mày cái giờ à. Mày dứt lại đâu ra? Con cắp luôn tao phải không? Con lượm. Cái gì? Con không có mua mà con lượm. Lượm á hả? Dạ. Giết ở đâu để sẵn cho mày lượm? Mày khai thiệt không? Mày khai thiệt không hả? Giết lại đâu ra? Giết lại đâu? Mày giết lại đâu? Con lượm. Mày lượm hả? Mày ăn cắp của ai? Mới mày lớn mà xanh cực ăn cắp hả? Mà đến lớn nữa mày làm ăn cướp sao mà giờ mà mày ăn cắp giết con ta? Hả? Sao? Thành thật khai báo thì sẽ được khoan hồng. Có phải nhà ngươi ăn cắp không? Dạ phải. Sao mà cười? Cười sao không cười? Vũ mày nãy giờ mày mới nói là tại sao đi ăn cắp cường của ta? Nhưng con không có ăn cắp của má, con ăn cắp của con gái lớn. Gì? Ăn cắp của con gái lớn? Dạ. Má nói vậy bao nhiêu lần rồi? Hả? Biết ăn cắp là bị tội gì chưa? Dạ biết. Tội gì? Ăn cắp thì má sẽ bị... Dạ má sẽ chặt tay con, à, rút móng con. Sợ không? Dạ sợ. Sợ sao mà còn làm? Má ơi, má tha cho con lần này đi má. Rồi, rồi, tha sao được mà tha? Má, má tha cho con lần này đi. Con ráng tìm 3 bài hát có chữ ăn cắp cho má nghe. Cái gì? Vụ tao hả? Mày biết tao ái mộ người ta cái vụ ca giờ mày định lấy âm nhạc cái mày lung lay ý chí tao hả? Không có tha mày. Mày mới có bay lớn à. Mới có bao nhiêu tuổi à mà có ý đồ đi ăn trộm chỉ ăn cắp người ta rồi nữa, mày lớn là mày đem cướp cho mày làm được cái gì? Cũng tại má hết á. Tại vì tại tao. Con xin tiền mua tập mua viết. Ừ. Má có cho con đâu. Má cũng có cho nhưng mà má căng nhăn chửi rủa. Thì tại vì mua nhiều quá. Mà mày cũng vậy nữa. Không có ý chí học. Người ta học người ta đâu có cần ghê gớm hoành tráng đâu. Ngày xưa mày nhớ không, mặc tính chi không? Học đâu cần gì ghê đâu. Miễn sao có trí thôi. Học người ta lấy cái chứng dịch người ta bắt mấy con đom đóm, mấy con đom đóm không? Được. Bỏ ra trọng. Xong rồi sáng chân người ta làm đèn người ta học. Rồi người ta lấy cục than người ta làm viết. Cục than người ta còn viết được, cục than mà xuống dưới bếp lấy xíu gì than. Đúng không? Không lại thì mày có ham học thôi. Cái mặt mày là ham chơi. Ai à? Nhưng mà nhà dì hai cũng nghèo giống như nhà mình mà dì hai không có chơi số đề. Dì hai lo cho con gái lớn ăn đủ thứ mà lo cho tới chốn tới nơi luôn nè. Viết nè, tập nè, dở nè. Cây viết này mắc tiền lắm á. Dì hai mua cây viết này thưởng cho con gái lớn đứng nhất lớp tháng này. Con cũng đứng nhất lớp mà má cũng đâu. Má có thưởng con gì đâu. Hôm qua tao thưởng rồi đó. Mua mà mày hỏi thích gì mày không nói, tự động tao mua cho mày củ quà lan mày ăn rồi đó. Củ quà lan ăn không có no. No cái gì? Mày á mà tao cũng ham học. Sụt xạo không à. Chịu trơm chỉa. Cái viết là đẹp thiệt chứ. Chắc mắc tiền lắm á con ha. Dạ. Ồ, thôi được rồi. Để đó. Mày đừng xài. Lỡ rồi. Để đó. Má có kìa, má đưa cho dượng mày có ghi chép sổ sách gì không? Má. Thế vậy hả? Để con đem trả cho con gái lớn. Ngu, đừng có ngu. Trời ơi, con ngủ, con quá ngu rồi, nghĩ sao vậy? Mày nghĩ sao mày trơm giết rồi thì đem mày trả cho nó rồi nó biết mình đang cắp làm sao? Đúng không? Dạ đúng, khoan. Nhìn chi? Lấy cái viết lại để mày viết hả? Không có, không có, mau cho mượn. Cái gì? Ê, má ơi, chết rồi, dưỡng gì? Tao trời ơi, này gạt tôi được hoài vậy ta. Ba tí tôi quất mày cái bây giờ mày phá tao hoài mày vô ngoài đi. Tí này lớn nè, tí lớn. Ủa anh? Trời ơi, trời sao vậy, anh nói em ra đó. Thôi chi mất công, thấy em lu bu quá trời rồi đón gì nữa. Ủa mà thằng tí chuột mình đâu rồi em? Nó qua nhà dì hai nó chơi chút xíu rồi. Nó mà biết cha Dượng nó về nó mừng. Ủa quên. Ba nó về nó mừng lắm á. Ba chứ cha Dượng, cha dạ, Dượng. Ba nãy giận rồi. À không giận. Nó đi rồi phải không? Dạ. Còn em báo em tin mừng. Tin gì? Hồi nãy anh về anh đi ngang nhà bà Bảy đó. Bà Bảy nói với anh là cái số gì mà em ghi đó. Sổ trúng rồi. Trúng rồi hả? Trúng rồi, qua lãnh tiền. Thiệt không? Ừ, trời ơi, vô mánh. Cái gì vậy? Sao đang vui mà tự nhiên bứt rứt bối rối. Giỡn ghẹo hoài. Anh biết rồi. Em biết anh là không có thích em đánh đề. Cho nên em không có đánh đề ở đâu. Bỏ rồi. Bỏ rồi phải không? Bỏ lâu rồi. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi. Nếu thiệt vậy là anh cúng heo ăn mừng liền đó. Cúng heo ăn mừng. Làm em giàu lắm nha. Trời, đừng coi thường. Hồi trước thì không dám nổ chứ giờ mình bắt đầu nổ à. Thiệt không? Kỳ này buôn bán làm ăn khấm khá luôn á. Thiệt không? Tiền nhiều lắm. Đây nè. Đó, gỗ nghe kêu nè. Cái sắt này nó kêu nè.
chứ còn tiền bằng giấy sao nó kêu được. Anh này ghét quá, ghét gì coi chừng, coi chừng thằng tí nó thấy tí gì anh, nó cười quá. Hôn cái cầu, hôn cái cầu em này kỳ quá, đây cá luôn, chó đều cho đều kỳ quá, vô rót miếng nước uống ra trời rồi. Để nha, trời ơi bởi vậy tôi chết vì cái tướng này. Bây giờ đó tôi nghĩ tôi trao thân gửi phận cho cái cô này, tôi không có uổng đời tôi. Ủa sao kỳ cho tuột kia. Trời ơi, công nhận. Dạ. Về. Kêu cái về. Kêu dạ. Ngắn hoài cũng vậy à. Gặp con cái rồi bắt đầu là dị ứng với con liền à. Dượng dặn sao? Không có được kêu bằng dượng. Kêu cho nó tình cảm thiết tha ngọt ngào. Ba. Kêu bằng ba dễ thôi. Ờ đó, rồi kêu thôi. Sao dễ? Cho 5.000 đi. Cái gì? Cho 5.000? Dạ. À, ngon ha, công nhận nha. Mới đi có 1 tháng về biết làm tiền rồi hả con? Hả? Biết làm tiền rồi phải không? Dượng không chứ, mà Dượng hỏi hoài, hỏi tùm lum luôn á. Thì từ cho, nhưng mà xin 5.000 làm gì? Thì Dượng cứ cho đi. Mệt quá. Kêu Dượng không mà thấy mệt. Này được không? Biết mà, tao biết mày biết màu mà. Cái màu nào 5.000, màu nào 1.000 mày biết mà. Nè. Dạ, cảm ơn ba. Cái gì? Kiếm lại lần nữa coi. Mát ruột quá. Nghe con kêu tiếng ba làm như là uống lít nước sâm vậy đó. Làm lần nữa con, làm lần nữa. Làm lần nữa phải không? Ờ, làm lần nữa đi, kêu cái nữa. 2.000. Nữa mày. Ê quê nha, mày tin tao đôi dép vô mặt mày không? Trời ơi, làm tiền cái ớn luôn à. Mới 5.000 bây giờ là 2.000 nữa hả? Vậy thôi. Vậy đi đâu, đi đâu, bé, vô, vô. Dạ. Lui lại, lui lại. Yeah, yeah. Đi đâu á? Con đi ghi số. Ghi số gì? Hả? Trời. Mày ghi số đề hả? Mới mười mấy tuổi mà mày đi ghi số đề phải không? Hồi nãy má ghi số 11 con ké theo 5.000. Giờ con ra con ghi tiếp. Thôi, nó chết rồi, chết rồi. Mình má mày thôi tao chịu không nổi, giờ thêm mày nữa hả? Có vụ ghi ké nữa hả con? Ké nữa hả? Dạ. Má nói á, nuôi nó giống như nuôi heo vậy đó. À, nuôi heo. Chừng nào gỡ lại. À. Thôi mà. À, có nghĩa là trứng là gỡ lại phải không? Dạ. À, bỏ con heo phải không? Dạ. Trứng gỡ lại. Dạ. Vậy là lấy 5.000 là chuẩn bị đi ghi ké đó phải không? Dạ. Ừ. Chứ, tới giờ sẽ xuống. Con đi nha. Đứng lại. Dạ. Trời ơi, nó đi mà làm như nó bay vậy. Lùi lại coi, lùi lại coi. Ờ, cái gì vậy? Nhát ai con? Tức là Michael giá xanh với tao hả? Mà nhát tao hả? Cái gì? Mới mới lớn mà đặt đi ghi số đề hả? Nó nói với con hoài, con nhỏ không có được dướng cho ba cái vụ đó, hiểu không? Dạ, hiểu. Ở nhà đi, ba lấy quà ba cho quà nè. Đâu mà. Rồi khoan vụ quà đó. Giờ nghe ba hỏi rồi trả lời nè. Nghe không? Hãy hỏi câu nào trả lời câu đó. Xong, sẽ cho quà, ha? Dạ. Má đó, có thường hay ghi số đề không? Không. Không có hả? À, coi như là... Mỗi ngày mới ghi có 1 số thôi à. Trời ơi, ngày ghi 1 số thôi. Dạ. À. Mà nói á. Sao? Nuôi nó đó, giống như nuôi con vậy nè. À. Vài bữa gỡ lại. Gỡ lại gì? Nuôi mày cũng có lời, nuôi nó sao có lời được? Bởi vì mệt mày ghê à. Nè anh, uống nước đi anh, đi vô cơm. Đó, má ra kìa, má hỏi má đi. Mày nói gì vậy mày? Ừ ra. Hỏi gì? Hỏi má đi vụ nãy đó, coi chân quà. Khoan mày, quà quà gì, từ từ đi. Nó hỏi bà đã. Ha. Cười. Gì anh? Má cười đẹp không? Dạ. Này ghi số mấy vậy? Nói cho anh biết anh ghi chung với. Giỡn hoài à. Anh nói anh không thích đánh đệm mà có đánh đâu. Em có đánh không có đụng tới luôn á thiệt á. Thiệt á, trời ơi, ai mà kêu đánh đệm chửi luôn á. Trời vậy hả? Ờ, ghét lắm, bỏ rồi. Giờ sao tin? Hỏi tí coi. Anh hỏi tí coi em có đánh đâu. Ha, đi ha. Má. Má đâu đánh đệm ha? Mắt má làm gì cà dứt. Cà dứt, 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 dứt. Bộ mắt má bị nhắm hả? Nhắm gì? Thôi khỏi, khỏi giật, khỏi nhái gì trơn á. Tôi hiểu hết rồi. Tưởng sao nói chứ, cố vô. Bực mình quá, khỏi cơm nước gì trơn á. Anh Tì 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 tì. Chọc quê đâu rồi. Mày nói gì vậy, ông này bỏ đi vậy? Thì ba hỏi số mấy thì con nói má ghi số 11. Trời ơi, sao con ngu
xạo vậy không? Mày với mày gì? Mày đánh hoài vậy? Mày ngu quá à? Đánh với mày. Tại sao mày không chịu biết giấu đây? Mày phải che giấu đi chứ, mày phải biết nó xạo chứ. Mày ra ruột để ngoài da, mày ốc heo, tao bổ đầu mày đâu có cái gì chống mày. Mày ngu vậy nè, bổ đầu mày ra bây giờ. Là không có được nói dốc, nếu mà nói dốc cho xuống âm phụ mày cắt lưỡi. Đó là người ngoài, còn đây là trong nhà đúng không? Má con nhà mày phải che giấu cho tao chứ. Mày dạ. Hả? Bây giờ mày nhà mày coi nhà nghe chưa? Dạ. Ngồi im đó nha. Mày nhúc nhích thì biết mẹ tao, mày liếc khỉ lắm nghe chưa? Dạ. Mày kiếm ổng về coi sao. Ổng đem cả một cái giỏ tiền về đây nè. Mà giờ ổng mang đi một cái ở rồi meo mỏ lên. Dạ. Thấy chưa? Dạ. Ở nhà coi nhà đó. Dạ, dạ. Mày hay lắm mà. Dạ. Một đống tiền. Trời ơi, vừa nghe quá lòng quá. Trời ơi, vậy mình sẽ đi chơi cho đã. Ồ, đúng rồi ha, có chuyện này lớn lắm. Mình ăn cắp cây viết của con gái lớn, mình phải mua cây kẹp cho nó. Tại vì hôm bữa mình vô trường á, mình thấy nó hả, nó đi đi á, cái cây kẹp của mấy bạn rồi. Mình sẽ lấy tiền và mình sẽ đánh đề cho đã. Má ơi, con sẽ giàu to. Ôi tí rồi. Ai chú chưa? À, em ơi, em. Em út gì? Giận ta đã bỏ đi đã rồi em út gì nữa? Thôi mà, rồi này còn giận lấy không biết nữa. Mất rồi, mất hết rồi. Mất cái gì? Cái túi tiền. Tiền nào? Cái túi tiền của anh đó. Anh để đâu mất? Thì để trong nhà chứ đâu, anh bỏ trong cái vỏ đó. Ủa? Giờ về mất tiêu rồi. Hồi nãy em nhớ là em đi em bỏ vô tủ đàng hoàng khóa lại mà. Khóa cái gì? Anh về anh thấy cái vỏ anh còn để trên bàn y nguyên, không khóa đâu. Rồi anh mới thấy cái vỏ anh tưởng là còn nguyên, chừng anh mở cái vỏ ra túi tiền mất tiêu rồi. Ủa sao kỳ vậy, nhà đâu có ai đâu, có em với anh với... Ủa có một tí nữa à, mà em đi trước với anh cũng chạy, em chạy theo anh vậy. Tí. Dạ. Giờ trả lời thiệt Dượng nghe nè. À. Con có làm gì có lỗi với Dượng không? Có không con? Có không? Trả lời Dượng, Dượng bỏ qua cho nha. Con không có lấy mà má. Má Dượng nhìn con chằm chằm, con sợ quá à. Anh làm gì anh nhìn nó dữ vậy? Ờ, nó nít rồi sao biết xài tiền mà lấy. À vậy hả? Ờ, đúng rồi, con đâu biết xài tiền phải không con? Dạ. Ờ, má nói á là tiền á là vi trùng không dơ lắm. À. Nếu mà muốn mua gì má mua cho. À vậy ha. Vậy là hồi nãy ai làm tiền tôi vậy ha? Dạ con. Rồi ai xin tôi 5.000 ha? Dạ con. Rồi ai lấy 5.000 đó đi đánh đề ha? Dạ cũng là con. Má ơi cũng con ra. Con hả? Hả? Con hoài. Anh làm gì vậy? Nó nói. Anh làm gì vậy? Trời đất ơi, anh hỏi con nít mà làm như là tù á. Nó là phải tù nhân của anh đâu. Rồi anh làm nhìn sứng sở với người đó nè. Rồi bao nhiêu người anh ăn ngoài đường, bao nhiêu người ta nhìn vô ta nói sao? Thôi, cha Dượng đi hà hiếp con vợ. Thôi biết rồi, thôi em đừng nói nữa. Thôi giờ con có lấy phải không? Dạ. Chắc chắn phải không? Dạ. Rồi vậy anh có cách rồi. Cái gì? Anh bảo đảm em anh có cách anh lấy lại có tiền. Sao lấy được? Sao không được? Vậy lấy lại hả? Lấy lại thì sao Dượng? Có nghĩa là con biết không? Hồi lúc mà Dượng đi trên đường về đó, Dượng gặp cái ông thầy bói. Ông thầy bói linh lắm. Gặp thầy bói. Ông nói là Dượng sắp sửa bị mất tiền. Chết chưa? Cái ông nói vòng vòng hồi Dượng thấy đúng quá. Cái Dượng nghi nghi, cuối cùng Dượng mua cái lá bùa của ổng biết bao nhiêu không? Nhiều. 100.000. Trời ơi, dữ vậy? Lá bùa gì mà dữ, tiền nhiều mà mua chứ anh. Không, lá bùa 100.000 mắc ha, không mắc đâu con, không hề. Trời ơi, lá bùa linh vô cùng. Mới đầu là ổng nói là Dượng nghe là tưởng mắc ai về, cuối cùng linh lắm, mua 100.000 đáng đồng tiền luôn con. Vậy hả? Ờ, con biết sao linh không? Sao linh? Dạ không. Đó, có nghĩa là lúc mà ổng thử Dượng ha. Dạ. Ổng thử Dượng mới tin mà. Ông lấy lá bùa cái ông bỏ vô cái túi tiền của Dượng ha. Rồi ông mới nói là Dượng thôi đem giấu đi. Cái anh đem giấu. Anh vừa đem giấu ông đốt lá bùa thứ hai, tự nhiên lúc đó anh mơ mặt anh ngu á. Mặt ngu quá vậy. Ngu mà nó sệ chả chứ. Ông biết gì luôn á. Bắt đầu từ từ cái anh đem lại anh lấy cái chỗ mà anh giấu cái túi tiền đó. Anh xách cái vỏ tiền lại ông đưa ổng một cái mặt anh vẫn còn mê. Hả? Ngu phê rồi đó. Cái cuối cùng anh mới tỉnh lại nó. Trời, tôi linh như vậy. Ngồi mua liền. Hay ừ quá. Đó hay không? Công nhận quá hay luôn. Đó, nhưng mà cái lúc mà cái mặt anh lê á nó xấu lắm nha. Ừ đúng rồi. Xấu kỳ cục lắm. Anh biết mà, anh biết mà. Thành ra anh đâu có để ông gạt nữa hả? Ba linh nghiệm quá hả ba? Quá linh luôn con. Thành ra giờ yên tâm đi.
bây giờ thằng ăn trộm nó lấy rồi phải không? Lấy rồi. Nó còn giấu thì lá bùa còn nằm ở trong đó. Bây giờ mình đốt lá bùa thứ hai thôi là bảo đảm nó đem lại, giống như là tự khai vậy đó. Không đánh mà khai thì đem lại trả à. Đốt đi, đốt đi, đốt đi, đốt đi. Đốt, đốt hả? Ờ. Đáng lẽ tính đốt rồi đó. Ờ. Mà không biết coi có em có cất không. Ờ. Sợ đốt bậy bạ rồi mà ảnh hưởng trong nhà, tự nhiên cái bắt đầu em phê giống anh mặt em cũng ngu lắm ha. Ờ, không được đâu. Đó, bây giờ chuẩn bị mình đi đi đốt. Làm gì mà con xanh chằm vậy con? Hả? Sao mặt xanh lẻ lét hả? Nghe tới chuyện lên thiên con nổi hết chưa kìa. Ủa vậy hả? Vậy hả? Ủa vậy thôi, đi, không vậy mình âm thầm mình đi đốt, mình đừng để nó coi, nó để nó thấy nó sợ. Thôi, đi đốt rồi lấy cái giỏ tiền nha con. Để ba má đi đi đốt đốt bùi. Ba mẹ ơi. Vậy. Ba mẹ đi đốt đây, để con đi đây chỗ xíu. Rồi rồi. Rồi 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 rồi. Chết rồi. Ông bà đi đốt lá bùa rồi. Thôi. Tôi cũng lấy giúp tiền. Lấy giúp lá bùa. Nếu không mình sẽ mê giống ông dượng vậy đó. Thôi chạy nhanh lên. Cầu trời cầu Phật cho ông dượng chưa kịp đốt lá bùa thì mình chỉ dốt cái lá bùa ra là mọi chuyện sẽ không linh nghiệm nữa. Trời ơi sao kiến nhiều vậy. Kiến ơi, tôi lại mày, mày đừng cắn tao nữa được, lại mày luôn. Bùa ơi, mày đâu bùa? Bùa ở dưới đây nè. Trời ơi, bùa lên ghê nói chuyện rồi. Bùa đời mới mà. Để cũ nó cũng được. Đúng mà. Ừ. Thấy bùa chưa? Chưa. Đưa hai con mắt nhìn đất nè. Cột cái tiền ra đi. Đó, nhìn xuống. Đó. Dạ. Hai cái bùa luôn. Dừng. Má. Tiếng kêu ra trong trẻo á. Hai người làm gì nhìn con cho mày? À, đứng nhìn kẻ trộm gói tiền đó con. Con đâu có trộm đâu. À, đâu có trộm đâu. Đó, bây giờ bà thấy chưa? Bà sáng mắt bà chưa? Bà binh nó không? Đó, bà nói nó không biết xài tiền phải không? Đó, thấy chưa? Trời. Mày thấy chưa? Mày thấy mà tại mày mà người ta chửi tao chưa? Vô đây. Mày thấy chưa? Mà mày leo đây mày làm gì? Dạ dạ, con học thuộc bài xong rồi con lên đây con nhẩm nhẩm cho con thuộc luôn. Bài gì? Để con hát cho. Trời ơi. Lòng mẹ thương con như vần trăng tròn mùa thu. Em như nó ca đúng nhịp. Lòng mẹ tha thiết như nắng gió dịu mùa mận nở hồ. Lời ru mát mát em như sao diều xì sâu. Đến chú mẹ hiền em đêm năm tháng chiến. Ủa quá ha. Nói gì mà nó không làm ca sĩ, nó làm ăn cắp nó tiền ủa quá. Bởi vậy con nhà ai mà nó tài quá không ha. Bởi vậy. Con nhầm con bà. Ủa, mày ê mày mày đừng xạo xạo mày. Mày biết tại mộ mày ba cái vụ ca mày hay ca mày vụ tao bài mày. Đi xuống ơi. Đi xuống chưa? Mày xuống không? Trời ơi, tao lấy cái cây này tao mà chọt lên một cái mà tin ông nó xiên nhà. Dạ. Giờ xuống cho tao mày. Hả? Hả cái gì? Trời ơi, mới cầm cái cây. Bự quá vậy tiêu. Trời của tí chỗ. Ma. Mày xuống nhà rồi. Trời ơi, đừng kêu con. Con kêu ba đứng ba rụng rúng ba rụng rời hết, ba đứng hết nổi nè. Đừng kêu nữa nha. Ê xuống mày. Có ba con vậy. Ba ơi, ba ơi, nghe rụng rúng của con đâu? Trong lòng con nói ra đây. Nói đi con, nói đi, nói đi. Oan ức nhớ hoài. Làm con phải nhớ. Cấp cha như núi. Tức mẹ như nữ trong ngọn chạy ra một lòng thờ mẹ kính cha. Thôi con đừng hát, con hát bà khóc. Nó còn gấu chọt cái cây này cái xiên qua bên kia luôn liền không tin không? Vô duyên à, tự nhiên một người lá trên thái còn tưởng ca sĩ thì là ông phụ họa nữa. Đi xuống lại đây, không nói nhiều mày. Để tôi bế nó xuống, trời ơi. Sao lên dễ quăng xuống khó dơ vậy? Ừ, bỏ con ha. Lên dễ thôi. Xuống khó ha. Nè nha, tao xin cái cây này một cái qua. Dỡ cái vỏ lên. Dạ, từ từ xuống. Ừ, được xuống. Chưa? Rồi, quan dép vô. Dạ. Đó. Lên dễ mới làm đây. Dạ. Rồi, quan dép vô đàng hoàng. Quay lại. Rồi. Đưa sẵn cái đít này tao quất mày phải không? Phải không? Đưa sẵn cái đít này tao quất mày phải không? Dạ không, phải không? Tại sao con cắp con trộm? Hả? Tại sao con cho tiền ta? Trộm đâu con tìm bùa. Bùa gì? Bùa linh thiêng. Bùa linh thiêng là bùa gì? Thì bùa của dượng nói đó. Đó, thấy không? Dượng nói là leo lên tìm phải không? Dạ. Đó, giờ mới rõ ràng hả con ha? Đó, hết chói phải không? Ăn cắp tiền.
anh đừng nói gì hết trơn á. Để đó, con tôi dạy. Không, để anh xử. Không, hả? Tôi đẻ nó ra được, tôi nhét nó vô được, tôi sẽ giết nó chết kìa nè. Trời, con cái mà, cái gì vậy? Thôi, trời, con mình làm gì nữa, nó kẻ thù á. Không, tôi phải quánh nó, tôi quánh vậy để cho mọi người biết là tôi có dạy nó chứ phải có dạy. Thôi, vậy để anh đánh cho, đánh nó từ từ. Con bị thương vậy mà má còn đánh con nữa hả? Mày lại đây, tao phóng con cái vô, mày trên không? Mày lại đây không? Mà hết thương con rồi, mà ác không gì ghé nữa. Thằng được, tiền má. Đây. Dính bít. Trời ơi. Ê, thằng kia, đứng lại, tao phóng một cái mấy bạn. Thôi, trời không mệt bạc dạ, cái gì đó, vậy? Trời ơi, nó thương mà nó quất ông luôn bây giờ. Biết rồi, nhưng mà nó còn nhỏ, có gì dạy nó. Em làm nó cái gì mà giữ không biết. Thôi, ở đi, nên đi đó. Hù vậy thôi, hù là có biết là mình có dạy con mà thôi. Chứ đâu có quất chúng cái nào đâu. Không biết nãy có chúng không ta. Ê bà, đi kiếm sức dầu cho nó đi, đâu có đứng đây được. Cục cưng mà. Má không có được con mà má tìm con chi? Trời ơi, má có mình con sao má không thương con được? Không thấy má hả? Mà thương con mà má đánh con bầm mình bầm mấy trời trời nè. Trời ơi, nãy con không thấy hả? Vượng con ổng hầm hầm, ổng sắp cái cây dài vậy nè. Trời ổng mà quất con một cái, chắc con gãy cái 8 khúc á. Bây giờ con có ngồi đây đâu mà con vô nhà thương con ăn bột kìa. Má thương con, cho nên má phải đánh dằn mặt. Hiểu không? Má phải đánh trước vậy để ổng khỏi đánh. Chứ giả lại má muốn đánh vậy á, chứ mẹ con của bà hai á, sợ lần sau có nhiều chuyện nữa. Nghe không? Nghe không? Thiệt không má? Thiệt. Trời ơi, con là con của má mà. Có chuyện gì má cũng phải thương con, má phải lo cho con, má phải bao che cho con chứ. Vậy bây giờ việc nào con làm sai má cũng bao che cho con hết phải không? Ừ, việc gì má cũng trao che cho con hết trơn á. Dạ. Con là con trai cưng của má mà, có một thằng trai duy nhất mà. Dạ. Cục cưng nha. Bây giờ nè, đứng lên. Đứng lên giỏi má thương nè. Bây giờ vậy nha. Bây giờ Dượng con sắp về tới rồi. Giờ dạ. Má cõng con về tới nhà, thảy con xuống dưới cái má chạy ù ra sau bếp. Còn dạ. Con á phải giả bộ con vô con cười con nói chuyện giả lả con xin lỗi ổng tiếng cho ông vui không? Dạ. Nhất định vậy ha. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Nhớ về xin lỗi ổng tiếng nha. Dạ. Lên đường. Vậy á phải cưng không? Đó. Ô dạ. Cha. Nó nhẹ lắm rồi nha, đi chơi quá rồi á, không có ăn á. Thôi để nó đi để. Ủa anh? Hả? Anh kiếm được thằng Nam Minh đó chưa? Sao? Quá trời luôn á, em nói rồi nha, có nó là không có em đâu á. Thôi mà, con cái mà em làm như kẻ thù vậy, làm thấy ớn không à. Thì nó hư thì nó hứa nó sửa sai thôi, nãy nó thề với anh rồi. Nó hứa thề là nó sẽ không ăn cắp nữa. Phải không? Thiệt. Thiệt không? Thiệt mà. Thôi anh nói em nghe, con cái lỡ có chuyện gì mình dạy nó, chứ cứ đánh đập nó hoài như em đâu có được, đúng không? Biết rồi. Ừ, thôi giờ nè, em ở đây lo lặt mấy cái đậu bắp đi vô nấu canh chua. Anh chạy bển nhà anh Bảy đó. Anh kiếm mấy con cá lóc về cái nấu canh chua thằng tí thích lắm á, để bù lại cho nó, hồi nãy nó bị đò anh thấy xót xa quá nha. Dạ. Thôi anh đi nha. Dạ. Công nhận nha, số tôi có phước thiệt á, cha Dượng mà thương con vợ y như là con ruột mình vậy, người sinh ra nó có cái số. Dạ. Làm gì hả? Con đâu có làm gì đâu. Mày lục lọi gì đó? Con không có làm. Mày ăn cắp nữa phải không? Con đâu có ăn cắp đâu. Chứ làm gì lục tủ, định ăn cắp tiền nữa phải không? Con mượn đỡ chứ con đâu ăn cắp đâu. Gì? Có vụ mượn đỡ nữa hả? Dạ. Ai cho mày nghĩ cái ý nghĩ là mượn đỡ? Mày làm gì? Mày cần tiền làm gì? Dạ, đánh. Đánh gì? Ghi số. Ghi số gì? Ghi số đó. Giống má hồi trước đó. Ai cho mày ghi số đề? Hả? Tại cũng má đó. Má gì? Ai cho tao dạy mày nào? Tuổi của mày là tuổi ăn tuổi học, tại sao mà tự nhiên nghĩ cái chuyện đánh đề? Tao cấm mà không được đánh đề mà tại sao đánh đáp? Nhưng mà bây giờ con đã làm số đề rồi. Bây giờ hả? Con thuộc số đề còn hơn cả thuộc bài học nữa. Cái gì mày nói vậy hả? Mày dám nói là thuộc hơn cả bài học nữa hả? Mày nói thử nghe coi. Giờ má không tin phục. Để con nói cho nha. 28 68 là con gà. Đúng cháu.
đúng. 01 41 81 là con cá trắng. Còn con đố má cục đá đó mà biết không? Biết. Mà không biết. Nhiều 20 60. Trời đất ơi, má biết con én không? Tắt lưỡi mày giờ chứ ở đâu én hả mày? Mày không lo ăn học mày bậy bạ. Mày nghĩ sao đi đến đề? Chặt tay tao cắt lưỡi mày giờ mày tin không? Giờ mới chặt tay con đi. Tại sao? Bây giờ con chịu hết nổi rồi. Mày giỡn với tao hả mày? Mày hổn láo mất dạy mày. Mày làm gì mà chịu hết nổi? Cũng là mới đào tạo uống nắng con mới nhớ rồi chứ không? Sao? Con rất là mê học. Vì tại là má mới kêu con ghi số này, ghi số nọ, tặng cái số đây không? Bây giờ con đã lậm rồi, bây giờ không có gì chửi con đâu. Nó đã lậm vô máu, vô xương, vô thịt, vô tủy con rồi. Mày lậm vô chồng hả? Giờ bây giờ chỉ có nước mới nhét con đi. Sáng mặt tay giờ nha mày, mày hổn lắm. Mất dạy gì vừa phải phải nè chưa? Tao nói cho mày biết nha, tao kêu cha mày quýnh mày chết. Thì má cứ kêu đi. Nếu mà má nói ổng thương con thì má kêu ổng cho con mượn ít tiền đi. Không. Nếu không thì con sẽ đi tìm tiền chỗ khác. Đi chuột, đi chuột. Trời đất ơi, ở nhà này có một con ma đề đủ chết rồi. Bây giờ mày muốn thành ma đề luôn hả? Tao lôi đầu mày về tao xích đi cho mày coi. Mà cũng phải nữa, tại tôi nữa. Đúng là con hư tại mẹ mà. Đi chuột. Đi. Cái gì vậy? Làm gì mà lôi con vậy? Hả? Rồi đó trên phường. Trên phường làm gì? Em phường cho mấy chú công an giáo dục, em hết giáo dục có nổi rồi. Thôi mà em anh nói em nghe, nó còn nhỏ. Em đưa nó lên phường cho mấy anh giáo dục đi. Đầu tiên là mình ở nhà gia đình giáo dục nó trước đã ha. Em chịu hết nổi rồi em. Bây giờ em không còn biết cách nào chỉ nó nữa. Đó, mà nói đúng đó. Má là má của con. Má vì ba kia che chở cho con, binh vực cho con. Trời ơi, em nghe nó nói mà đứt từng đạn ruột không em? Lỗi là lỗi của em. Sao lỗi em? Em cứ nhận bừa nhận ẩu vậy hoài à. Thì nó biết lỗi nó rồi kìa. Con em nói cho má con vui coi. Minh ở, Minh đưa con lên phòng hả? Thôi, em có bao che cho nó được đâu. Cũng tại em không á. Em bao che cho nó. Ra cái tội lỗi gì của nó em cũng che hết á. Rồi mày ăn cắp mình nửa lớn rồi đâu có làm chuyện khác nữa. Rồi cái đề cũng do em, mà mấy nó em bỏ rồi em đâu có chơi nữa đâu. Thế nhưng em không chơi nữa mà nó vẫn chơi đến đề là sao? Thôi anh biết rồi, cái này nói chung là cũng hậu quả thôi. Thì bây giờ mình rút kinh nghiệm đó. Em biết là tại do em cứ bắt cái vấn đề hoài, biết thì nó hư, con hư là tại em. Thôi anh nói em nghe, bây giờ nó cũng giống như tờ giấy trắng vậy đó. Thấy không, mình là người lớn, mình giáo dục nó không đúng cách thì chẳng khác nào mình làm quen ố cái tờ giấy trắng đó. Giờ sao? Con thấy tội lỗi con chưa? Dạ con hiểu rồi. Bây hiểu giờ sao nói cho ba với má nghe coi. Con sẽ hỏi từ nay. Con lắng xa bao nhiêu thời gian. Con tham lam cũng không cứ đi. Chúng tôi bắt bay là đời con heo uống. Trộm cắp mồ hôi nước mắt là bắt lương con hàng trăm xa. Thấy con hiền ba cũng mừng. Hơn ai cho ba bạc vàng con ơi. Còn em đây cũng đã hiểu ra. Sao? Không thương con theo kiểu bao đồng. Bao che lỗi sai là tên dung tung. Rồi xô đẩy con vào tội lỗi. Con rất vui vì không uống tài. Qua rồi u phiền nên phải no sai. Ơi con gái than nam chính là em. Một bàn tay năm ngón em biết chọn ai. Chẳng cần anh thêm bận tâm. Người ra đi chính là em. Để anh mãi ấm êm bên người. Dạ đấy, em chào các anh chị em yêu quý. Nãy giờ các anh chị nghe em hát vang vẳng từ bên trong, cứ ngỡ em là một ca sĩ. Không phải, đấy chính là em. Khổ thân sao mỗi lần em hát bài này là em nhớ cuộc đời của em thế. Số em sao nó vất vả quá. Không phải em kén chọn đâu, mà cái số em ấy, quen các anh ấy. Được anh này, được cái này thì mất cái kia. Được cái kia thì mất cái nọ. Em rất là khổ thân. Em nhìn vậy thôi, cuộc đời em đã trải qua hai mối tình rồi đấy. Mối tình thứ nhất em quen một anh đẹp trai cao to, đô con như thống đốc tiểu bang Cali. Đô con bụng 6 cục, chân dài tới lách tới lầy. Thế mà tội nghiệp, anh lại có một nhược điểm là không bao giờ đánh răng.
mỗi lần nói chuyện với anh ấy, em cứ phải đứng cách một cái bờ tường bê tông xi măng 20 inch. Thế mà mùi nó vẫn văng vẳng đi qua. Có hôm nọ ông nói chuyện kiểu gì em phê quá, em bước qua khỏi bức tường, vừa bước qua cái ánh khà hơi em ngửi mùi em ngất luôn. Tình giờ em quyết định chia tay mối tình thứ nhất. Đến mối tình thứ hai em lại rút kinh nghiệm hơn. Đợt này em quen một anh cũng đẹp trai vừa vừa thôi, không cần đẹp lắm, nhưng mà anh lại có một cái ưu điểm em rất là thích, là anh rất thích đánh răng. Ngày nào cũng vậy, đi vào siêu thị là mua bàn chải đánh răng này, kem đánh răng này, thậm chí mua cả nước Nitrogine nữa cơ. Thế mà tội nghiệp anh vẫn bị một nhược điểm là không có răng. Em bảo, ôi anh ơi, không có răng nên mua bàn chải về làm gì cho nó buồn. Anh bảo, không, anh mua về anh dưỡng níu. Chết đời, em đã không có răng, gặp anh ấy không có răng, hai đứa ôm nhau có mà hút cháo à. Vậy buồn lắm, năm nay kiểu gì em cũng phải lấy chồng, có răng hay không có răng là thậm chí em cũng phải lấy thôi. Thậm chí anh đầu đinh không có tóc ngồi trên kia em cũng quất luôn. Nói đùa thôi, người ta đã không có tóc như thế rồi mà còn nói như thế, người ta tự ái đấy mà người ta lại có vợ rồi. Không có dám đụng vào đâu. Bởi vậy buồn lắm, ngày nào em đi xem bói, em xem cái kiểu gì bây giờ em thành thầy bói luôn rồi. Bởi vậy năm nay em tự quyết em đời em xem lấy ai nhỉ. Ôi bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa. Chết rồi các bác ơi, thế nào năm nay đời em cũng lấy Johnny Chí Nguyễn rồi. Ôi, mừng quá, được lấy trai đẹp rồi. Chân dài tay lách, người đâu con vạm vỡ rồi. Ôi dài đâu rồi, sao không thấy xuất hiện. Đây đây, chân dài đến lách đây. Chân dài đến lách đây. Ôi cầu được ước thấy. Vâng. Mới cầu người ấy là gặp người ấy đây rồi. Vâng. Ghét thế, chân thì cũng dài tới lách đấy, mà người đâu tàn dâu là dâu. Ghét thế. Đàn ông mà lị, nam tu, còn nữ thì cái nhũ ấy. Thế hả? Vâng, thế hôm thế nay... Thế chẳng hay, thế đàn ấy tên gì đấy nhỉ? Em á, Johnny Chuồng. Johnny Chuồng là sao? Chuồng đấy ạ, Chuồng. Sang đây nó bỏ dấu hết mẹ còn Chuồng nữa. Vâng. Thế mà cứ tưởng người ấy là cái loại tên mà không bao giờ mặc gì. Không phải kỹ chứ. Thế mình cầu gặp Nguyễn mà gặp Chuồng thế thôi cũng được. Vâng. Thế chẳng hay đàn ấy đi đâu đây? Đi tìm thầy xem bói ạ. Mà tìm mãi chả ra. Ở đây này, ta này. Ở đây thầy á? Ta thầy bói này. Chính ta đây này. Không thường nhận thường ra thế nhỉ? Cái thường thường là thế, cứ mấy bà thầy bói cứ hay hầm hầm thế này. À vâng, dạ. Đây thầy đây. Chính vâng, thầy chào đây. Thầy. Thế chẳng hay đằng ấy vào đây xem cái gì? Thì có ai sung sướng mà đi xem bói thì phải khổ, được buồn, tình duyên, là làm ăn là không thất bát rồi mới xem bói thế lại. À thế hả? Vâng. Thế đằng ấy là vào xem thầy đây là đúng rồi. Vâng. Mà lại đây ta bảo này. Dạ. Ta cũng xin giới thiệu, ta đây là thầy bói thật. Mà ta ghét nhất ai vào đây xem bói mà gọi ta bằng thầy nhá. Ghét lắm cơ. Ồ thế à? Lắm đấy. Vâng thì thôi cho phép cháu xin gọi bằng bác ạ. Đi, đi luôn. Chẳng hay đằng ấy năm nay bao nhiêu tuổi mà gọi bằng thế rồi. Em 25. Cái đằng này cũng mới 52 thôi. Ồ. Thì gọi cái gì cho nó gọn hiểu chưa? Bằng chị, vâng. Đi, đi luôn. Đi thẳng luôn, khỏi quay lại nhá. Ồ. Thấy ông đầu đinh kia không? Đấy hôm nọ ấy, tóc dài rất là tốt đấy, kêu tôi bằng chị tôi cạo phát không còn mọc tóc được đấy. Thế bây giờ muốn gọi bằng cái gì? Bác cũng không được, chị cũng không được, gọi gì? Gọi con à? Không. Gọi bằng gì? Gọi bằng em. Ôi dồi. Nghe xong buồn lồn quá. Gớm khổ 25 tuổi gọi 52 bằng em mà nó ngượng ngạo nào ấy. Ngượng ngạo gì? Không nghe ông bà ta nói à? Thương thay thân phận đàn bà, hơn bao nhiêu tuổi vẫn là bậc em. Lúc bà chị còn văng chương. Vâng thôi thì em thì em. Ờ này bà này, thế gọi bằng em đi, không chừng ta đây xem bói khuyến mãi cho nhá. Không ai lại thế, tôi không lợi dụng. Không. Xin lỗi em nha, con không có lợi dụng như thế. Sao lại xin lỗi em, con không lợi dụng như thế?
Nó ngượng mồm. Ngượng mồm xong gọi em mãi gọi không được chứ lị. Thôi ạ. À. Đúng ra là không cần xem bói miễn phí. Vâng. Nhưng mà tính tôi lại thích xem là phải trả tiền. Okay. Giả tiền nó mới linh chứ không giả tiền thần thánh không về. Con thấy hiểu ý quá thế. Gieo khỏe thì thường nó linh thiêng hơn, hiểu chưa? Vâng. Thế tôi mà đã ấy thì mình gieo luôn đi, hiểu chưa? Bây giờ gieo bao nhiêu ạ? À, tùy tâm thôi, khách ra vào ở đây thường cho 500 đô hay 1.000 đô. Đàng ấy gieo bao nhiêu cũng được. Cái này là tùy tâm đó ạ? À. Vâng, thì cảm ơn là thông cảm. Thế đây em gieo cái này cho nó kêu này. À. Năng xe. À. Ô, kêu quá. Vâng. Thế có biết bao giờ chơi pizza không? Là thế nào ạ? Có biết cái cơ không? Dạ biết. Mặt ta đang đơ như cái cơ đây này. Sao thế ạ? Ý sao cha? Coi 500 đô đưa có 5 sen lấy gì coi được hả cha? Thì bảo là tùy tâm mà lị. Mà quên nhỉ, thật sự ra đây lấy cũng ẩn hồn ở trên cao thôi. Thế để hỏi thần thánh xem có cách nào giải quyết được không, hiểu chưa? Vâng. Để ta xem nào, ta hỏi xem hồn ở trên có nhập vào ta thì xem nhá. Vâng. Hai, có lại trên phương trời môi vâng vâng thầy chú giọt đi. Chi chuồng, chi chuồng chứ không phải là cơi chuồng. Có gieo que tình duyên, lý ra đặt 500 đô là hay đặt 1.000 đô na. Mà không hiểu sao nó đặt có 5 sen, vậy có xem không thì bao. Dạ, 5 sen thì xem theo kiểu 5 sen. Xem cho nó chết mẹ nó luôn. Dạ, ok. Con nói tiếng lạ nhỉ? Thế em không hiểu gì cả. Thần phán đấy. Vâng, thế nào ạ? Bây giờ phán luôn nhá. Vâng. Số cậu sau này sẽ lấy vợ. Vâng. Vợ cậu là phụ nữ. Vâng. Còn gì nữa không ạ? Hết. Ồ. Sao xem bói mà nó lùn như bà thế? Các bà xem gì chỉ có mỗi hai câu là xem nào? Năm sen thì xem được kêu năm sen. Muốn xem sâu sắc thì tăng cường vào xem nó mới sâu sắc. Năm sen lấy bô như xem được. Thì bảo bao nhiêu trăm thì cứ bảo. Ừ, cứ di diện này. Ừ. Năm sen là tại vì bảo từ tâm thì mới đưa năm sen. Nhưng bây giờ bảo thêm thì tôi thêm. Ừ, mấy trăm trả được. Mấy trăm nó cũng không kè. Đây, một sen nữa đây. Là sáu. Thôi lại cụ thôi, hương hồn cụ cất vào, em tự phán cho nó nhanh ạ. Không để cạo gió à? Thôi để ta về ta cạo gió. Vâng. Nghe xong gió nó lên dần dần trên người này. Nha, phán luôn nhá. Vâng. Số cậu. Vâng. Sau này sẽ lấy vợ. Vâng. Vợ cậu là phụ nữ. Cái đây nghe rồi. À quên. Mẹ vợ cậu. Vâng. Là đàn bà. Bố vợ cậu. Thế nào à? Bố vợ cậu. Thế ông sắp chết à? Chứ thế nào? Bố vợ cậu. Thế nào? Là đàn ông. Ừ thì... Ô, cái con mẹ này. Nói vòng vòng hàng rào ông bằng kẽn gai. Còn nữa. Còn cái gì? Hết. Ồ. Một sen đưa thêm đấy. Đúng khổ bạc quay thế chả khác nào là số cô có mẹ có cha, mẹ có đàn bà, cha có đàn ông, số cô có vợ có chồng, sinh con đầu lòng, chả gái thì trai. Đúng rồi. Xem thế xem làm gì? Ta xem vào câu như thế chứ là thôi, xem. Thôi mệt, không coi xem nữa đi. Này. Cái gì? Người đâu hay giận hờn thế. Tôi phải đi làm mà dân business mà. Nãy giờ ta vào đây ta đùa thế thôi. Đùa cái gì vớ vẩn. Ta nãy giờ ta bảo ta on sale, ta khuyến mãi rồi. Ta có lấy tiền đâu. Ta chỉ lấy cái khác thôi, hiểu chưa? Bây giờ bà muốn lấy cái gì? Ta chỉ lấy tít tít te te tí. Mẹ con người có bao nhiêu chỗ quý nó lấy hết mẹ rồi. Thầy vớ vẩn. Tôi đây nếu mà tôi có bán, tôi bán nghệ, tôi không bán thần. Này, vớ vẩn. Đây là tập sách nhá. Tập gì? Dở tập sách. Dở trong cuốn sách này nó sẽ ra một bài thơ. Ngồi đây đi. Rồi nó hiện ra chân dung phụ nữ vợ cậu. À thế à? Để tớ giải thích cho nghe, hiểu chưa? Bây giờ xem đến sách rồi á? Ừ. Nhanh nhá. Đi gớm thời, bà đi trước thời đại nhỉ? Ừ. Bây giờ người ta xem bằng vi tính, bà mới dở sách. Ta dở sách cái này là ta đi theo cái truyền thuyết cũ. Bói Kiều. Ở đây cái bài này là bài gì? Đấy. Cái này. Gớm. Đây. Xem nào. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non. Rắn nát. Rắn nát. Mặn dầu tay kẻ lặt ừ.
mà nặn. Ờ lặn. Ờ nặn. Ờ quên, lặn. Nặn mà. Thôi kinh sư mày, quê tao chỉ nói là lặn thôi, không nói nặn được nhá. Ờ đấy, mới vừa nói xong rồi. Ép quá thì phải ra thôi chứ. Mà em vẫn giữ tấm lòng son. Đấy, này là ý gì? Thương khổ thân thế. Bao nhiêu bài hay không chọn ngay cái bài buồn thế. Xin chia buồn với cậu. Thế nào? Số cậu sau này khổ tình lắm. Cậu sẽ quen một con bé rất ư là trắng trẻo. Ồ, người ta bảo người vợ nước da trắng là đẹp chứ có gì mà phải khổ thế. Vâng, nhưng mà con này nó có nguy cơ bị bệnh béo phì. Mà làm gì bà con nói cái căn cứ đâu bà nói cái câu đấy. Thì đây, béo phì đấy. Không nghe cái câu thân em vừa trắng lại vừa tròn. Tròn lắm đấy. Con này hơi béo đấy. Béo làm. Có kệ béo được. Béo mình về đêm mình làm đầu nằm rồi mình gối hay là mình để mình gác cũng đỡ. Nhưng mà con này nó béo lắm. Vâng. Đến nỗi mà nó có nguy cơ sau này bị chết chìm đấy. Sao tự dưng bà phán nó chết chìm là nào? Cô không nghe câu à? Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy lỗi ba chìm với nước lon đấy, thấy chưa? Đi ra bờ sông vừa tắm xong nhảy xuống chìm luôn, không kịp cưới, kinh không? Đấy. Kinh đấy. Mà nếu con này không chết chìm sau này còn hành nghề bia ôm nữa. Vơ vẩn. Bài này bình thường thế, chỉ gọi là nhưng em vẫn giữ tấm lòng son này. Ô, không nghe cái câu à? Câu sắn láp mặt dầu tay kẻ lặn đấy, thấy chưa? Con gái ngoan hiền ra đâu ra đường đâu bây giờ để ai sờ ai lắm đâu, chỉ có bi ôm mới như thế thôi, hiểu chưa? Đấy, thấy chưa? Chứ mẹ cưới vợ này thì cưới làm gì? Đấy. Nhưng mà cuối cùng nó còn cái câu vẫn giữ tấm lòng son đấy. Nó khổ thế. Nó còn được khổ cái câu đấy quá. Nói dù nó làm gì nhưng mà cái lòng nó vẫn dành cho mình tấm lòng son. Đúng, con gái nói có là không, nói không là có. Chẳng nhẽ bây giờ nó bị sờ, bị lắn ở da, nó gặp anh nó bảo: ôi anh ơi em bị sờ, em bị nắn. Thôi. Bà đừng đưa hàng mà vào, tôi sợ lắm. Con sợ mấy hàng cũ này lắm. Hàng lâu năm này mốc mèo mệt lắm. Sao cứ sỉ nhục ta thế? Sỉ nhục gì? Người ta có, người ta khoe đã đành. Không phải là vậy, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Có nghĩa là con bé này nó bán bia ôm một thời gian, sau này nó tích chữ được một số son phấn, sau này nó hành nghề bán son, hiểu chưa? Câu người ta, câu cũ nó ra là thế. Ngoài tôi chỉ có mỗi cái bài của bà người ta tả về cái bánh trôi nước thôi mà bà ấy vẽ ra lung tung ấy. Đấy, phải suy diễn ra, anh hiểu không? Nó như là chơi số đề đấy. Mà phải bàn ra, cuối cùng anh rất khổ. Nó hiểu chưa? Thôi khỏi thôi, thế thôi, cảm ơn nhé, không xem nữa. Này! Sao? Sao lại hay giận hờn những người đâu, cứ xem hở tí về. Mấy khi gặp được thầy ở đây, từ bay từ Việt Nam qua đây, chỉ đứng đây xem bói mà chỉ xem vài người lại bay về bên kia, xem bên kia. Nó tự ra đây, đây, nếu mà xem không được, lấy vợ không được, ở đây để tao cầu hồn thần thánh xem có cách nào giải quyết được không, hiểu chưa? Vâng, số em cao số lắm. Đấy, cao số lắm, nhìn là biết rồi. Hay! Con lai trên vương trời mời vương vật thì chú Johnny chi chuồng có lần đơn tình duyên, có cách nào gờ được không à? Dạ ok, chơi luôn. May quá, số cậu gặp tôi hôm nay là thần thánh, là dễ dãi như thế nào lại ứng cho cậu là lấy được vợ rồi. Ồ thế á? Mừng lắm. Thế bây giờ nhá, xem bói ở đây xong ra về cậu đừng có đi đâu hết. Vâng. Cậu cứ lấy xe tiến thẳng ra Santara, đi vòng hết một phước Ngọc Thọ nhá, xong quay lại cái sân khấu Babylon. Cái gì? Babylon. Babylon nào? Thì Babylon đấy. Có cái sân khấu gì mà nghe bảo có lông lông đấy mà không nhớ. Thôi nói chung là sân khấu có lông. Ừ đấy. Cậu mới tiến thẳng vào một chỗ rất là đông người. Cậu mới đi thẳng xuống bậc thang. Cạch. Cậu gặp một người phụ nữ mặc áo màu đen, đang ngồi hàng thứ hai, tóc bới, ngồi chờ đợi ở đây. Ồ, thế cuối cùng tôi lại gặp người quen à? Đấy kìa, hàng thứ hai kìa. Không, anh có điên không? Anh từ từ anh nhìn, anh có thấy người ta ngồi với chồng người ta không? Ừ, chồng người ta đẹp trai, thế cao chưa, to như tù người thần thánh thì phán cái kiểu gì kỳ ấy? Phán cái kiểu đấy để giết người à? Tôi đi xuống đấy cho chồng nó đánh tôi bỏ mẹ tôi à? Từ từ bình tĩnh, từ từ khoai từ nó mới nhừ. Cũng chưa chỉ lanh chanh. Từ đấy anh mới đi tiếp, hiểu chưa? Ồ, cái từ... đấy mới ngừng chặn đấy. Một đấy à? Ừ, từ đấy
mới là một cái chặng thôi. Anh mới xin người ta, anh bảo ơi cho em đi tiếp, anh mới phóng qua cái bàn. Anh mới tiến thẳng lên một cái bậc thang, anh đi cạch 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 cạch. Trên đấy có một cái bục cao giáo, trên đấy có nhiều đèn chiếu sáng. Khoan, từ từ để cho em đi luôn. Không, từ không. Từ cho em đi rồi. Không, em... không, khỏi đi. Nó đâu đây đây rồi, hiểu chưa? Từ từ ta chỉ rồi mới đi, hiểu chưa? Rồi trên đấy có nhiều khung cảnh rất là thơ mộng. Đặc biệt, trên đấy có một người phụ nữ đẹp như tiên, hiền dịu, đang chờ đợi cậu. Có cảnh này quen nhỉ? Đây này có đèn chiếu sáng này này. Đâu chả thấy ai. Ai? Chả thấy ai ạ? Ai? Em không thấy ai. Ai? Đâu ai đâu, không, em không thấy ai đây này. Không thấy. Khổ quá, đây là ai? Con lại mẹ mẹ ơi. Gớm khổ chứ. Mỗi lần ăn gà con phải xé à? À? Mỗi lần ăn thịt con phải nhai mớm à? Lúc khổ bà đẹp với bà tự tin thế. Này, đây có vũng nước trâu nào không bà xoay mặt và xuống xem, ôi giời tiền đạo thì đi hết. Mắt thì nó sụi lơ thế kia. Lúc kinh thế nhìn bà người trả ra người, chín phần khỉ một phần đười ươi. Bà nghĩ sao mà bà tôi lấy bà. Khổ quá, lấy em về. Em không đẹp mà em nạ, anh hiểu chưa? Anh là, em là thú vật nạ. Nhìn em là anh buồn ngủ ngay, hiểu chưa? Này em bảo này, anh có gì mà anh cứ hoảng hốt, không có gì hoảng hốt hết. Duyên số nó đã đến rồi. Em bảo anh này, anh cứ từ từ, anh cứ làm cái gì mà anh đã ớn, anh gói anh lôn ra thế đó. Cứ từ từ ta thẩm định hàng hóa. Không, em nói thật với chị nhá. Thế thà em không lấy chị thì thôi. Nghe đến lấy chị là bắt đầu em buồn lôn. Hồi sáng ăn có mỗi cái hamburger, bây giờ phải lôn ra miếng steak cơ. Cấp lôn mà còn lỗ ấy. Này, nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Thế nào? Bên ngoài quần áo tả tơi, bên trong nội thất tuyệt vời làm sao? Cái này thì em luôn thật sự đấy ạ. Đúng khổ, bà nghĩ sao bà bảo nội thất bà đẹp. Điện nước thì cúp mẹ 2/4 rồi. Đấy, chưa tính đấy nhá. Chưa tính cái lần kép rồi nhá. Hàng hóa cứ cất nâu, không có đưa ai nhìn là coi như là không chứng minh được cái gì. Đây, 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 đây bảo đây. Này nhá, em nói thật anh nhá, bây giờ em dở cái này ra nhá, em chứng minh cho em biết là em đẹp nhá. Anh nhìn vào anh ngất ngay, đẹp lắm cơ. Thôi tôi không nhìn đâu. Em nói thật anh, em dở này là chết ngay. Đây, 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 mấy anh chị, mấy anh nào hôm nay làm ơn có vợ dắt đi, đừng có mở mắt ra xem cái này nhá. Thấy cái này của em xong cái bỏ vợ theo em rồi đấy. Đấy, cha kia kìa đấy, có vợ ngồi mà mắt sống quắt cái đèn pha đấy. Không, cái đấy người ta tò mò xem cái gì mà kinh thế đấy. Này, từ từ nhá, hộp lắm. Em không xem đâu, gớm khổ. Đấy này, tôi không, không. Đưa được, được rồi. Tên, 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 tên. Tên, tên. Ô, chân gà ác tìm thuốc bắc. Cái này à, bà đưa tôi xem này à. Trời ơi, tôi chưa thấy ai mà kinh khủng như con mẹ này. Mặc quần bà ba mà nó chơi vớt da đen. Em tưởng nó vớt đến đây rồi nó chơi một phát mẹ đến bẹn cơ. Chưa hiểu cái gì để tao từ từ tao giải thích. Qua cani này nặng quá, phải mang tất cho nó ấm chân, với lại che đi 5-6 cái ghẻ nó mọc trong người thế này. Ồ thế à? Ừ. Thế lấy cái cổ quý này còn tặng kim cương ấy à? Ừ. Rất khổ. Này, sao mà cứ sao mà cứ tránh né thế? Thôi thôi. Bảo này, lấy em có nhiều dịch vụ khuyến mãi lắm. On sale á? On sale nhiều vụ lắm, có nhiều cái dịch vụ rất là vui. Nha, lấy em nhá. Cái thứ nhất là anh sẽ được một chuyến đi du lịch Hawaii miễn phí nha. Đặc biệt lấy em hàng đêm. Nghe hàng đêm mắt chớp chớp ngay. Chớp chớp để ngủ với mẹ. Hàng đêm anh sẽ được xem phim kinh dị miễn phí. Thôi còn lại bà. Thôi rồi sáng sớm ra gặp con mẹ điên. Thôi. Ô, còn ta đi đấy. Sợ người. Đi gì mà đi? Bà nó buồn cười. Tôi đến đây tôi có xem bói tôi lấy vợ đâu. Ô hai, này buồn cười nhỉ? Có đàn ông này râu ria này không lấy vợ chẳng nhẽ đây thế giới thứ ba? Này bà nói cho đàng hoàng nhé, thế giới thứ ba là cái gì?
Bà nhìn sao bà bảo thế giới thứ ba? Em sao gì, em sao gì? Xin lỗi bà. Tôi đê đê mà. Hello. Honey à? Lúc đấy ở đây vui lắm này. Đây có con mẹ bảo em lấy chồng em buồn hôn gần chết rồi này. Lấy vợ em buồn hôn gần chết rồi này. Mà thôi đến đón em nhá. Này, đời em mà không bao giờ em có bảo bà ấy, bây giờ em phán thẳng vào mặt bà ấy cho anh nghe nhá. Đời tôi nhá, không bao giờ ăn bánh bao bánh bèo nhá. Chỉ là gõi cuống rồi nhá. Báo cho bà biết trước như thế. Em báo rồi, yên tâm, sẽ không mất em đâu. Ok, bye bye. Gì đấy bà nội? Thế chị có giàu gì đấy ơi? Dạ đây. Người đàn bà không bao giờ biết chửa đấy. Thế muốn đi về gì? Vâng. Đây này, nãy mà anh vào nó này, bây giờ anh ra nó này đấy. Có mấy anh security đang đợi anh đấy. Ra đây mà ấy nhá. Nhầm rồi. Đấy không phải gu tôi nhá. Gu tôi không có security nhá. Chứ là ai? Ai mà hỏi làm gì? Vớ vẩn. Này, từ nay giờ đi nhá. Ừ. Cứ nhớ đi nhá. Từ nay giờ đi nhá. Đừng bao giờ nhìn bên ngoài. Nhìn bên ngoài không đánh giá được con người đâu nhá. Đừng thấy dâu mà tưởng dai nhá. Lộn hàn rồi đấy bà. Tên này, cái đằng ấy là tên gì đấy nhỉ? Không cần biết tôi là ai. Ô chết, đụng hàng rồi. Đụng hàng, đây là chị Bảy bán dưa, chị cưa cái cẳng, chị lột cái da là chị rồi. Thôi em bảo rồi, chết rồi. Đời em mà lấy anh này về đêm tân hôn, hai đứa giành nhau cái váy đầm ngủ mà giết nhau chết chắc. Bởi vậy em bảo rồi, người phụ nữ mà đẹp như tiên như em là khổ tâm lắm. Bởi vậy em quyết định em ở giá đi cho nó khỏe nhỉ. Thế em chào các bác, em ở giá đi cho nó khỏe nha các bác nha. Xin chào nha. Hoài Linh và Thiên Nga xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Xin chúc quý vị khán giả một buổi tối thật là vui vẻ. Xin cảm ơn. Bà chờ tôi ra chào không? Yes, bây giờ tôi nhìn bà tôi buồn lâu thật. Cảm ơn cô. Thưa quý vị, Hoài Linh với chúng tôi đều bắt đầu ở Cao Sơn, restaurant Cao Sơn. Mà Hoài Linh thì bây giờ trên đài danh vọng rồi. Còn tôi thì vẫn là một MC có tuổi mà chưa có tên. Cái đấy là cô nói quá chứ. Tôi thấy là cháu là hồi đấy cô cháu mình gặp nhau là ở Cao Sơn cô nhỉ? Rất lâu lắm rồi, là bây giờ hai cô cháu mới làm việc với nhau. Và hôm nay nhưng mà từ ngày đó là cô đã nói trước là Hoài Linh sẽ là một người thành công lắm đúng không? Nhưng mà bao nhiêu năm cháu nhìn cô vẫn đẹp. Xin cảm ơn cô, cảm ơn quý vị khán giả và chúc cô và quý vị khán giả có một đêm thật là vui và chúc sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại trong show tới. Vâng. Thưa quý vị.